Hôm nay mình đi ăn ốc chảo ở Long Xuyên. Đây là món ốc mỡ xào bơ cay. Và đây là món riêu hấp xả. Con mì. Đây là món ốc hương cháy tỏi. Mỗi món ốc đều trên một cái chảo, thành ra đây gọi là quán ốc chảo. Hấp dẫn. Món này cái món sò rang muối. Để lên món ngay rồi. Món này là cái món răng mực chiên nước mắm. Nhìn nó giống như là cái mỡ heo chiên giòn.